Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Không để bà con chờ đợi lâu, sau đây là thông tin nổi bật mà ban biên tập tổng hợp được. Thanh long lên giá và Dường vui mừng, Dường cũng buồn thay vì hết hàng bán. Giao hội quán mô hình tại Đồng Tháp sẽ giúp nông dân chạy khỏi cơn bão rớt giá của nông sản. Độc đáo những cây sứ cùi chân dài của chàng trai ở Sa Đéc, Đồng Tháp đang gây tò mò cho du khách. Lâm Đồng kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các sản phẩm tại các điểm du lịch canh nông, đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách. Bên cạnh đó, nông sản Lâm Đồng còn được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ blockchain, thời công nghệ 4.0. Thông tin mở đầu của tiêu mục thị trường nông nghiệp trong ngày hôm nay là giá thanh long trong nước. Sau khoảng 2 tuần rớt giá sâu, tưởng đâu là nhà vườn lại gặp phen khốn đốn, thì bất ngờ giá thanh long đã tăng trở lại, tạo niềm vui lớn cho nhà vườn. Mấy ngày nay, thương lái mua thanh long ruột đỏ loại 1 tại Long An là 30-32.000 đồng một ký, loại 2 có giá từ 15-17.000 đồng một ký, loại 3 có giá 10.000-13.000 đồng một ký, còn hàng giạt để ép lấy nước có giá từ 2.000-3.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng có giá cũng nhích lên, trung bình từ 8.000-10.000 đồng một ký. Nhưng thưa bà con, làm nông thì vui buồn lẫn lộn, giá cao thì nhà vườn nhiều nơi đã hết hàng thanh long để bán. Hiện nay, nhà vườn ở huyện Châu Thành, Long An và chợ gạo Tiền Giang không còn thanh long để bán, nên giá có lên cao cũng không thu được lợi. Một chợ vườn ở huyện Châu Thành cho biết do kỹ thuật xử lý trái chưa tốt nên thanh long cho trái trễ hơn các vườn khác khoảng 2 tuần, nên không bị ảnh hưởng của đợt rớt giá vừa rồi. Dù vậy, tiền bán được thanh long đợt này cũng không khá hơn dù giá nhích lên cao trong mấy ngày qua. Thanh long cuối vụ chất lượng trái không được tốt lắm, nên khi chở hàng đến cơ sở thu mua thường bị giạt rất nhiều, tiền thu được cũng không bao nhiêu. Gần 2 tấn trái thanh long ruột đỏ, nhưng cơ sở thu mua cho loại ra gần hết, chỉ còn lại khoảng 150 kg loại 1, giá mua 30.000 đồng một ký. Số còn lại cho xuống loại 2, loại 3, nên lời khá ít. Dù vậy, khoảng 10-15 ngày tới, vụ thanh long sớm sông đèn của huyện sẽ cho thu hoạch, với diện tích khoảng 1.000-2.000 hectare. Thưa quý khán giả và bà con, theo chủ trương của chính phủ là giảm đất lúa kém hiệu quả, chuyển sang các cây trồng khác, đặc biệt là cây ăn trái, cho giá trị kinh tế cao. Vậy nên khi nhận thấy làm lúa ngày càng khó khăn về thời tiết, khó có lợi, thì nông dân các tỉnh thành đã có suy nghĩ là chuyển đổi sang trồng cây khác. Với diện tích là 3.000 m2 đất gò tại ô 3 khu 1, xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp, làm lúa không trúng nên là ông Lê Văn Lợi, ngụ tại xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, đã quyết định đầu tư chuyển đổi sang trồng cây ăn trái với đủ loại cây và hoa màu, giúp ông thu lợi gần 100 triệu đồng. Và điều hay của mô hình này đó chính là ở trên đất thì ông trồng nhiều loại cây, còn ở dưới ao, mương thì ông thả cá, trồng bông súng. Nói chung là có lợi thế nào đều được lão nông này tận dụng hết trọi để tăng thu nhập. Mời bà con và quý khán giả cùng xem ghi nhận sau đây. Ông Lợi mướn cô Bê lên liếp và làm hàng rào sắt B40 xung quanh, sau đó trồng 500 cây ổi, 200 cây bưởi da xanh, 10 giàn mướp, bên dưới trồng bông súng và thả một số loại cá. Sau khoảng 6 tháng chăm sóc, do ngắn ngày nên ông tiến hành thu hoạch bông súng, ổi, mướp trước, riêng cá và bưởi thu hoạch sau. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây ăn trái và cá đều phát triển tốt, ít sâu bệnh, đạt năng suất cao. Sau khi thu hoạch trừ đi các khoản chi phí, ông còn lời gần 100 triệu đồng. Đầu tiên thì tôi có lên trồng lúa, lúa mà thấy chuột ăn quá chứ nó thất thoát quá rồi, xin ăn tôi mới thấy gì tôi mới lên vườn. Nó nghe một ngày thu nhập thì 300-400-500 cũng có. Thực tế cho thấy việc mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang cây trồng vật nuôi có nhiều tiềm năng thế mạnh, đặc biệt là đúng theo chủ trương của địa phương, luôn mang lại hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Người dân miền Tây linh hoạt, chịu khó là vậy. Bên cạnh đó còn biết sáng tạo để có những sản phẩm nông nghiệp độc lạ thu hút khách du lịch về với mình. Nếu xứ sở ngàn hoa Đà Lạt được cả nước biết đến với đa dạng các sắc hoa và khí hậu mát mẻ, thì miền Tây có làng hoa Sa Đéc, những năm gần đây mang về thuần dưỡng những giống hoa kiển ngoại về phục vụ du khách. Nơi đây đã sản sinh ra những nghệ nhân với niềm đam mê hoa kiển. Đây là cây sứ cùi, nhìn nó thì khá là lạ đúng không ạ? Một thanh niên ở thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu tìm ra thủ thuật kéo chân tạo những cây sứ chân dài nhìn rất là lạ mắt như vậy. Và những sản phẩm độc đáo này thì cũng đang được nhiều người sẵn sàng mua với giá cao gấp hàng chục lần so với những giống sứ thông thường. Những ai mê hoa kiển hay là quý vị nào mà thấy lạ với cây sứ chân dài này thì hãy cùng xem một vài hình ảnh sau đây.
Người đang sở hữu những cây sứ chân dài này là anh Trần Duy Phong, 34 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Điểm độc đáo của những cây sứ này chính là việc biến rễ cây thành thân cây. Rễ cây được kéo càng dài thì chiều cao của cây sẽ càng tăng và giá trị của cây cũng theo đó mà tăng lên. Tết Mậu Tuất rồi, hơn 300 cây sứ được tung ra thị trường và đã cháy hàng, giá bán mỗi cây từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Theo chủ nhân của nó, các giống sứ anh đang trồng đều được nhập từ Thái Lan. Muốn kéo chân dài cho cây phải lựa chọn giống cho phù hợp, vì không phải giống nào cũng có thể kéo rễ thành thân được. Việc kéo chân cho cây đòi hỏi kỹ thuật, nếu không đúng thời điểm, không những trái cây không thể lớn mà còn làm hư cả cây sứ. Từ ngày gieo tới ngày làm rễ là khoảng 8 tháng. Khi muốn kéo chân cho cây thì phải xem rễ cây có cứng chưa, nếu như rễ non sẽ hư. Làm một cây mất khoảng 3 năm. Hiện tại trong vườn của anh Phong đã có gần 4.000 cây sứ chân dài đang được trồng, có cây lên tới 6 năm tuổi, trị giá trên 20 triệu đồng một cây. Do đòi hỏi tính công phu trong cách trồng nên hiện nay tại làng hoa Sa Đéc thì anh Phong là người đầu tiên trồng và tạo ra những cây sứ độc lạ này. Do đây là loại sứ có sức sống mạnh, tàn xòe ra tự nhiên, thân cây thì được tạo nên từ rễ, có thể là tạo dáng bonsai, trông rất là bắt mắt, cho nên là được thị trường rất là ưa chuộng. Hiện nay thì các sản phẩm của anh cũng đã được bán đi nhiều nơi, trong đó có nhiều người mê sứ ở tận miền Bắc, miền Trung cũng tìm đến mà mua. Có thể thấy là việc nghiên cứu tìm tòi tạo ra những sản phẩm mới từ cây hoa sứ không chỉ mang về thu nhập hấp dẫn cho gia đình, mà người thanh niên này còn góp phần làm cho bức tranh hoa kiển ở làng hoa Sa Đéc thêm phần phong phú hấp dẫn du khách gần xa. Tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển, chúng tôi xin mời bà con ghé sang Lâm Đồng xem nông nghiệp trên đây phát triển như thế nào. Nói đến hạ tầng phát triển nông nghiệp thì không chỉ riêng việc xây dựng đường xá, xe chạy tới nơi giao nhận hàng như thế này, mà còn có những nhà kính hiện đại, hệ thống điện và hạ tầng xử lý chất thải nữa. Khi đã có được sự đồng tư đồng bộ thì nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển mạnh trong xu hướng nông nghiệp 4.0 hiện nay. Cụ thể thông tin từ phóng viên chương trình ghi nhận được. Trên cơ sở kế hoạch hình thành 19 vùng nông nghiệp công nghệ cao, ngân sách tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành đầu tư 25 km đường nội vùng tại 5 vùng sản xuất nhằm sớm đạt tiêu chí vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay có khoảng 80% đường nội đồng các khu sản xuất tập trung của tỉnh được cứng hóa, tạo thuận lợi cho sản xuất hàng hóa tập trung. Ngoài ra hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất tiếp tục được hoàn thiện. Thông qua nguồn vốn đầu tư của các dự án QSAP, LIPSAP, Hạ tầng Tây Nguyên, VNSAP đã đầu tư khối lượng lớn các đường giao thông nội đồng tại các khu sản xuất tập trung, hệ thống điện hạ tầng sản xuất giống, bể thu gom rác thải, chợ thực phẩm tươi sống, lò giết mổ, hệ thống xử lý chất thải trong chăn nuôi. Với sự đầu tư trên đã có phần quan trọng trong việc tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương, nhất là giảm tốn kém trong khâu vận chuyển nông sản và vật tư nông nghiệp. Du lịch canh nông đang là sản phẩm du lịch nông nghiệp đầy tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng, là một trong những nhân tố quan trọng kích cầu cho ngành du lịch địa phương phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được đặc biệt quan tâm, thì các mô hình sản xuất theo công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường có sức hấp dẫn lớn đối với du khách. Điều lo ngại hiện nay là kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và du khách. Toàn tỉnh hiện nay có 22 mô hình du lịch canh nông đạt chuẩn theo các tiêu chí, còn hơn 30 mô hình đang được tiếp tục thẩm định và hướng dẫn để đạt chuẩn trong thời gian tới. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng thường xuyên hỗ trợ các đơn vị trong việc kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các sản phẩm nông nghiệp tại các mô hình. Thời gian qua, chi cục đã kiểm tra 178 mẫu sản phẩm bao gồm dâu tây, atiso, cà chua các loại, ớt ngọt, bí ngòi, bông cải trắng, bông cải xanh, bắp cải, cần tây, xà lách các loại, bó xoài, cải thảo, rau mùi và chè tại các mô hình. Kết quả kiểm tra 178 mẫu đều an toàn, không có mẫu vượt ngưỡng quy định. Điều này cho thấy việc sản xuất theo hướng công nghệ cao, hiện đại tại các mô hình không chỉ mang đến cho sản phẩm có tính đặc thù, mới lạ, năng suất cao, mẫu mã đẹp mà còn an toàn với sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng vừa có chủ trương đồng ý cho công ty Tây Phước thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ blockchain trên địa bàn. Theo đó, nhiều sản phẩm nông sản của Lâm Đồng sẽ được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc như là khoai tây, cà rốt, hành tây, cà phê, sầu riêng và một số sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm sản phẩm nông nghiệp được kiểm soát từ công nghệ này. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng là cơ quan đầu mối phối hợp với công ty T-Food nghiên cứu xác định các nhóm nông sản ưu tiên thử nghiệm truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ blockchain. Trong đó tập trung truy xuất các nông sản nhập từ quốc gia khác mạo danh nông sản mang thương hiệu Đà Lạt. Thông qua việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ blockchain sẽ góp phần giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc, quá trình sản xuất và lựa chọn nông sản đạt chất lượng,
qua đó xây dựng và khẳng định thương hiệu nông sản Đà Lạt Lâm Đồng trên thị trường trong nước và ngoài nước. Chị Thư Kiều nè, tôi nghĩ là dù có làm bất cứ điều gì trên nông sản đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng là để bán chạy hàng với giá cao. Vậy nên thì khi mà phương thức và cách thức sản xuất mới đã được hình thành thì cách giao dịch bán hàng cũng nên tính đến, đúng không chị Thư Kiều? Minh Thiện quả là chu đáo khi mà nghĩ ra cách để bán hàng tốt nhất cho nông dân. Và với cách bán hàng này thì có sự liên kết, thì tại tỉnh Đồng Tháp đã thành lập những hội quán. Nó không phải là tổ hợp tác hay là hợp tác xã, mà là hình thức hoạt động cũng tương tự. Nông dân xúm lại ngồi cách bàn bạc, cách sản xuất, cách bán. Như hồi cuối tháng 9 vừa qua thì trái thanh long rơi vào cảnh rớt giá thê thảm. Nhà vườn thanh long ở Đồng Tháp cũng cùng cảnh ngộ đó. Trước tình thế này thì nhiều nhà vườn Đồng Tháp đã ngồi lại trong hội quán để tìm ra cách đưa trái thanh long địa phương chạy khỏi cơn bão rớt giá và có sức cạnh tranh trên thị trường trong thời gian tới. Mời quý khán giả và bà con xem ghi nhận từ cộng tác viên chương trình. Cũng như kỳ hợp lệ của hội quán mỗi tháng, nhưng lần này câu chuyện liên kết để có đầu ra ổn định lại được mổ xẻ và nhìn nhận thẳng thắn. Đó là sự mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân của mỗi thành viên với tôn chỉ chung của hội quán là hợp tác, đoàn kết để cùng nhau có lợi. Để rồi khi cơn bão rớt giá quét ngang, nhà vườn mới thấy rủi ro trong cách bán nhỏ lẻ của mình. Ví dụ như giờ của tôi đi, thì chốt giá hôm đó là 25.000 ký, nhưng mà chở tới công ty rồi nó nói cái này mềm tay, cái này xấu, thì nó lấy chừng 2 ký thôi, là một loại hai thì nó 15 ký. 15.000 ký thì tức là nó bỏ lại là coi như nó lấy số 100 mấy ký gì nữa thôi. Giá thấp lại bị doanh nghiệp thương lái trả về, đó là vị đắng của trái thanh long khi bước vào thu hoạch rộ. Chưa kể để cạnh tranh được trong thị trường 1.500.000 tấn trái thanh long của cả nước chờ bán mỗi năm, thì trái thanh long Đồng Tháp nhất định phải lấy chất lượng làm ưu thế. Nếu muốn cạnh tranh với các nước thì mình phải sử dụng phân hữu cơ, mình phải trái trái cây của mình phải sạch mới được. Chứ còn mà nếu mà mình sử dụng vô cơ thì nó sẽ bị thương lái nó trả về. Đầu ra của hơn 80% thanh long Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Trong khi đó nước này lại đang mở rộng diện tích trồng thanh long công nghệ cao vượt hẳn Việt Nam. Điều này cho thấy tương lai của nhà vườn thanh long Việt Nam sẽ là rất ảm đạm nếu cứ ồ ạt mở rộng diện tích nhưng lại lạc hậu trong canh tác. Giá tục giảm rồi lại lên là tình cảnh chung của nhiều nông sản, không riêng trái thanh long. Nông dân dù trồng cái gì đu con gì cũng phải chịu thiệt nếu không chấp nhận ngồi lại với nhau cùng hợp tác liên kết, giảm giá thành, tăng chất lượng và chủ động tìm kiếm thị trường. Bài học từ những lần rớt giá, nông sản đổ đóng cho gia súc ăn vẫn còn ám ảnh nhiều bà con. Người tiêu dùng thì ngán lắm chuyện mua hàng giải cứu. Cho nên, nông dân đã sớm ý thức được việc làm ăn liên kết, đồng thời được sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương và doanh nghiệp sẽ giảm bớt lo lắng khó khăn cho nông dân. 365 ngày chuyển động là mỗi ngày chúng tôi sát cánh với bà con, kính chúc bà con làm ăn thuận lợi. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, điện thoại 0263 3829 930.